7 đã trở thành trung tâm đầu tư địa ốc của thành phố Hồ Chí Minh từ lâu, bởi lẽ nơi đây sở hữu những ưu thế hiếm có mà không phải địa hình nào cũng có được. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thương hiệu gắn liền với quận 7, chính là một trong những ưu thế nổi bật nhất của thị trường này. Khi nói đến bất động sản thị trường khu Nam Sài Gòn nói chung và quận 7 nói riêng, thì người ta sẽ nghĩ đến ngay một thị trường bất động sản sôi động của những dự án, những khu dân cư, khu phức hợp được thiết kế và quy hoạch một cách đẹp, hiện đại, đồng bộ và chuyên nghiệp, mà tiên phong chính là Phú Mỹ Hưng đã phát triển được 20 năm. Một khu đô thị hiện đại mà không một người dân Sài Gòn nào không biết đến. Với sự hình thành và phát triển ngày càng phồn hoa của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, cùng sự kéo theo phát triển nhanh chóng về dân số và kinh tế của địa phương, quận 7 từ một quận ven này đã trở thành quận có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất với cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện, được xem như là khu đô thị mẫu mực của cả nước. Quận 7 là một trong những địa bàn trọng điểm cải tạo, nâng cấp và làm mới các hạ tầng cơ sở của dự án nối đuôi nhau được triển khai tận nơi đây. Mặt khác, quận 7 được xem như là thị trường trung tâm phát triển bất động sản hình thành phố từ trước tới nay. Nhắc tới lĩnh vực bất động sản tại Sài Gòn thì không thể không nhắc tới thị trường quận 7. Bởi quận 7 là nơi phát triển bất động sản sớm nhất và nhanh nhất của thành phố Hồ Chí Minh, là địa phương luôn luôn đi đầu với số lượng khu đô thị hiện đại với quy mô lớn nhiều hơn với bất cứ quận nào. Nhưng liệu những dự án tại thị trường bất động sản tại huyện Nhà Bè, nơi sát bên quận 7, có thực sự tiềm năng hay không? Đặc biệt là dự án GS Metro City Nhà Bè. Mời quý vị cùng theo dõi với bất động sản tiềm năng chúng tôi để có cái nhìn chi tiết hơn về dự án này nhé. Sự tái khởi động của dự án GS Metro, dự án Zeitgeist Nhà Bè, đang là điểm chú ý trên thị trường bất động sản. Với thông tin chuẩn bị mở bán, cung cấp ra thị trường hàng ngàn căn hộ, biệt thự với tiện ích đẳng cấp, GS Metro City đang thu hút một lượng đông đảo khách hàng trong đợt mở bán lần này. Tọa lạc tại tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè là một trong những tuyến đường chính kết nối khu Nam với trung tâm thành phố. Hiện tại, trục đường đã được xây dựng và hoàn thành tiến 4 làn xe nối từ đại lộ Nguyễn Văn Linh đến khu công nghiệp đô thị Cảng Hiệp Phước. Theo kế hoạch, dự kiến dự án sẽ tiếp tục khởi công lên 6 làn xe lưu động lên đến 6.000 m tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Hơn thế nữa, vì quy hoạch các dự án khu vực trong thời gian sắp tới, tuyến đường sẽ ngày càng hoàn thiện và mở rộng. Với tuyến Metro số 4, tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, thì cung đường Lê Văn Lương cũng là một điểm cộng lớn cho vị trí GS Metro City. Trong bán kính 7 km là hàng loạt dự án bất động sản hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng với hàng loạt các tiện ích như trung tâm thương mại SC Vivo City, hệ thống trường học trong nước và quốc tế, trường Nam Sài Gòn, Đại học Tôn Đức Thắng, các bệnh viện công viên đa dạng. Cùng hệ thống nhà ở là các căn biệt thự, căn hộ được yêu thích, thiết kế theo lối kiến trúc sang trọng, hiện đại, thích hợp với thị yếu của khách hàng. Hệ thống giao thông thì được thiết kế thuận tiện cho việc di chuyển của cư dân. Ngoài ra, các tuyến giao thông nối liền các tuyến đường trọng yếu, các khu đô thị lớn. Hệ thống giải trí thì dịch vụ giải trí là yếu tố vô cùng quan trọng đối với một khu đô thị. Ở GS Metro City Nhà Bè có công viên giải trí, hồ bơi nhân tạo, công viên xanh, các trung tâm thương mại, trung tâm thể thao. Còn hệ thống an ninh thì sẽ được đảm bảo tuyệt đối. Các nhân viên an ninh sẽ trực 24/24 để có thể tiếp nhận và giải quyết những trường hợp khẩn cấp. Cơ sở hạ tầng, dịch vụ y tế phát triển. Ở GS Metro City có hệ thống trường học chất lượng quốc tế, dịch y tế phát triển, phục vụ nhu cầu thăm khám sức khỏe của cư dân. Đồng thời, cư dân cũng được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi, đặc biệt khi là thành viên của GS Metro City. Bên cạnh đó, mặt bằng của dự án GS Metro City Nhà Bè được thiết kế thông thoáng, hiện đại, đa dạng diện tích, phù hợp với nhu cầu ở thực cũng như đầu tư, cho thuê. Cùng với tiện ích, GS Metro City mang lại không gian sống hoàn hảo bậc nhất khu Nam Sài Gòn. Đó cũng chính là lý do mà quý vị nên quan tâm về dự án này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật vui vẻ.